Hello cả nhà, tiếp tục là một video mở hộp của mình. Và giờ hôm nay mình sẽ mở hộp này, mọi người nhìn thấy chữ Tamron to đùng ấy. Tamron Tab in console print in Japan for Canon. Đấy nhá, mọi người nhìn này, cái này là hàng nhập khẩu chứ không phải là hàng của hàng mua ở Việt Nam đâu. Tem tiếp bóc ra cũng là vậy, chữ Japan. Vậy đây là cái gì? Tamron. Mọi người có thể nghĩ là len á. Không, đây không phải là len, nhưng mà đây là một thứ hỗ trợ rất nhiều cho len. Các hướng dẫn, đợi gì. Đây, nhưng mà chính là chúng ta đây. Để xem bên dưới này có gì không. Hình như là nếu có gì hết nữa. Yeah. Đủ không có gì thiệt luôn, phải có cái dây buộc. À đủ. À đủ. Chả có ý gì hết. Xịt. Vứt tạm mẹ hàng bên. Đấy nhá, trong hộp không còn gì nữa nhá. Và chúng ta sẽ đến với cái này. Tamron for Canon. Đấy, mọi người nhìn rõ chưa? Open. Open xoắn theo chiều này. Vậy đây là cái gì? Đây chính là một cái đốc cân nét của Tamron. Đây là ngàm của Tamron. Bây giờ mình sẽ ngàm Tamron cho Canon. Thì chúng ta sẽ cắm len vào đây. Ở đây có một đầu cổng micro thì chúng ta sẽ nối vào máy tính và tải app để sau đó là sẽ thực hiện các thứ ở trên app bla bla. Lúc này là sẽ ấn để tháo len ra. Hiện tại thì cái con len mình đang quay đây là con 2470 Tamron 2470 G2 và cũng là con Tamron duy nhất mình có. Cho nên là mình cũng không thể tháo ra cho mọi người được. Ơi, toàn chữ này thì ở đây có một tờ bản tiếng Anh, chắc là bản tiếng Trung. Thảo lòng in console. Ôi dồi ôi, có nhân thiết nó phải như này không? Ôi dồi ôi. Ôi mẹ ơi, thôi. Đóng nhanh khẩn trương. Đấy, cái sản phẩm mở hộp này nó cũng chả có cái đéo gì nổi bật cả. À, cái này mình sẽ test ở trên máy tính. À, để mình test xem, và nếu mà ai cần thì chắc mình sẽ làm một video để check cái phần mềm này ở trên máy tính cho mọi người, xong kèm với cái video này luôn. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.